Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Lan Lê Miền Tây. Hôm nay mình sẽ làm món nấm gơm kho với tàu hũ. Món ăn này đơn giản và dễ làm, và ăn cũng rất là ngon trong những bữa cơm trong gia đình. Và chai mặn đều dùng được nha các bạn. Mình chuẩn bị 500g nấm gơm và một trái chanh mình sắc 2 muỗng cà phê lưng muối, và 500g đậu hũ, 3 tép hành. Mình chuẩn bị thao nước và mình cho 2 muỗng muối mình hòa tan, và mình nặn chanh vào. Mình nặn hai miếng chanh này nè, mình nặn hết vào luôn. Mình vớt hộp ra, mình hòa tan rồi mình cho nấm gơm vào, mình ngâm khoảng 5-7 phút vậy đó. Khi các bạn ngâm, mình cảm thấy nấm nào mà lớn quá mình lấy dao mình chẻ ra làm hai, còn nấm nào nhỏ thì mình khỏi chẻ cũng được, và mình đem đi rửa sạch khoảng 3-4 lần vậy đó. Về nấm gơm mình đã rửa sạch luôn nha các bạn. Thì mình sẽ chuẩn bị sắc đậu hũ. Miếng đậu hũ này nó dài như thế này cho nên là mình sắc làm hai rồi mình chia thành làm 4 á, như là thành 8 miếng. Một miếng như thế này mình sẽ ra thành 8 miếng nhỏ. Các bạn sắc như thế này nè, miếng vừa ăn như thế này. Và hành cũng vậy. Hành mình sắc ra, mình để cọng riêng. Mình sắc cọng riêng và mình sắc lá để riêng luôn. Để một lát nữa mình khử cho nó thơm á. Mình khử với nấm gơm với đậu hũ á. Đó, lá hành mình cũng sắc ra, mình để sắc nhuyễn luôn. Các bạn sắc nhuyễn như thế này nè. Và mình cho vào chén. Đó, mình sắc như thế này. Và gia vị của mình gồm có là 1,5 muỗng canh đường, và 1 muỗng cà phê lưng muối, 2 muỗng cà phê bột ngọt, xíu tiêu và 2 muỗng cà phê hành tím, 1 trái ớt và 4 muỗng canh nước tương. Mình dùng nước tương Tam Thái Tử á các bạn, tại mình ăn nước tương đó không à. Nhất ca nhị ca gì cũng được. Và mình chuẩn bị nồi ha, mình cho dầu vào. Khi dầu nóng thì mình sẽ cho hành vào luôn, cho hành tím vào. Mình sơ cho đều đi rồi mình cũng cho cọng hành lá đó. Mình cho cọng vào hết luôn. Mình để cọng vào hết. Rồi mình sơ cho đều như thế này. Khi mình sơ nó gần vàng rồi thì mình sẽ cho tàu hũ vào luôn. Mình cho tàu hũ vào và mình cho nấm gơm vào một chung luôn, mình đưa chung một lượt luôn. Mình lấy đũa sơ đều lên. Khi mình đã sơ cho đều như thế này thì mình để khoảng chừng 2 phút á, để cho miếng đậu hũ với nấm gơm nó săn lại á. Rồi các bạn hãy cho gia vị vào. Mình mở lửa vừa thôi, đừng mở lửa lớn quá, để cho nó thấm vào từ từ nó mới ngon. Miếng nấm gơm săn như thế này nè, thì mình sẽ chuẩn bị cho gia vị vào ha. Các bạn cho đường vào hết luôn. Đường, bột ngọt và muối lúc nãy đó. Mình cho vào hết. Và 4 muỗng canh nước tương đó, mình cho vào luôn. Mình lấy đũa mình sơ cho nó thấm đều. Nó thấm đều đường bột ngọt và nước tương như thế này nè. Mình mở lửa
hơi lớn một tí gì đó, cho sôi sôi lên như thế này thì mình cho nước lọc vào. Mình cho vào 200ml nước lọc nha các bạn. Thì nước nó sẽ xem xét như thế này, mình lấy đũa mình đè đè xuống. Đè đè xuống như thế này thôi, đừng có sơ mạnh quá, miếng đậu hũ nó sẽ bị nát, ăn sẽ không ngon. Màu vàng rất là đẹp luôn. Miếng nấm gơm mình chẻ ra vừa ăn như thế này nè, khi mình ăn thì nó cũng dễ ăn hơn. Mình lấy đũa mình đè như thế này nè, chờ cho sôi lên ha các bạn. Màu rất là đẹp luôn, màu vàng đẹp, nhìn rất là bắt mắt và ăn cũng rất là ngon. Món đậu hũ kho nước tương này ăn rất là ngon luôn. Nấm gơm nó thấm từ từ trong nước tương của mình á, và đậu hũ cũng vậy, rất là ngon. Các bạn kho độ khoảng chừng 7 phút vậy đó, mình mở lửa liu liu như thế đó đó, chừng 7 phút cũng được. Hay là mình ăn nước ít một tí thì mình để 8 phút 9 phút cũng được, mình mở lửa vừa vừa thôi. Khi các bạn nêm nếm chừng 7 phút đó thì thấy nó vừa miệng thì mình khỏi để gia vị vào thêm nữa, còn nếu không vừa miệng thì mình sẽ cho gia vị vào thêm, mình cho thêm nước tương hay là thiếu đường bột ngọt gì đó, tại vì mỗi người mỗi khẩu vị khác nhau. Vậy là nó đã chín rồi nha các bạn, tại vì mình chừa nước lại để có khi mình ăn gao chấm gì đó thì mình sẽ chấm gao luộc hay là dưa leo hoặc là cà chua cũng vẫn được. Mình cho hành vào và cho tiêu vào luôn ha. Wow, rất là thơm luôn các bạn ơi, thơm lắm, thơm nước mũi luôn á. Nếu mà mình ăn cay được thì mình để tiêu, còn nếu các bạn không ăn cay được mình không để tiêu cũng không sao nha. Vậy là đã chín rồi nha các bạn, mình cho ra dĩa nha. Mình chuẩn bị mình cho ớt vào luôn các bạn. Ớt là mình để trang trí như thế này nè, nhưng mình ăn cũng vẫn được. Các bạn nếu không ăn cay thì mình không có để ớt cũng không sao. Vậy là món nấm gơm kho đậu hũ của mình đã hoàn thành. Nếu yêu quý xin các bạn cho mình một lượt chia sẻ, một like và một đăng ký kênh, và rất mong được sự góp ý của các bạn để khi mình ra video mới được hoàn thiện hơn. Và rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Và chào tạm biệt các bạn ha.